Hi, xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một clip về spa những cây đàn. Mình vệ sinh căn chỉnh và có những cây đàn sửa thì mình sẽ giới thiệu sơ lược để cho mọi người ở cả nước mình có thể theo dõi được clip này và biết được những cái mà mình đang gặp phải để mình có thể là chỉnh sửa. Có nghĩa là sẽ đa phần là có những anh em là hiện bây giờ đang liên hệ với mình là hỏi về cách sửa chữa, nhưng mà mình cũng có nói là trong vấn đề này thường là thợ họ sẽ làm thì nhiều, chứ bây giờ hướng dẫn thì mình cũng không biết hướng dẫn như thế nào, mà nhiều khi mấy bạn nói là mình cũng không biết là mọi người đang nói cái vấn đề gì, tại vì phải là chuyên của cái người sửa họ mới hiểu được vấn đề của cái đàn, rồi phải cầm lên cái đàn, nhiều khi nói không nó cũng không có thể nào chỉnh được trên cái đàn. Mà cái việc này làm thường thường là phải là những người mà gọi là người thợ thì họ đa phần thì ngờ nào theo ngờ nấy thôi, họ làm quen, họ làm lâu thì kinh nghiệm nó nhiều và cái đòi hỏi cái sự khéo tay tỉ mỉ thì đa phần là cái sự khéo tay tỉ mỉ thì ba, còn cái phần mà họ làm nhiều, cái kinh nghiệm nhiều thì nó là 7. Đỡ khi cầm lên một cái đàn thì họ biết họ xử lý một cách tốt nhất. Đây trên tay của mình là cây Moritz W50 Line New. Cây này là mình lúc trước á, là mình bán cho bạn Hoàng Giang ở Kiên Giang. Bạn Hoàng Giang nha. Đó, mình bán cho bạn Hoàng Giang. Cây này cây Moritz W50 đẹp Line New, một cây gọi là, đây mình có gắn UV Fitman cho bạn luôn nè. Cây này là đẹp Line New, bạn mua mình trong mùa dịch. Nhưng mà một cái á, là khi bạn về bạn chơi á thì một thời gian á, thì cây này cái cần của nó, cái ti nó bị nhả ti ra một tí, cho nên khi đó bạn có nhờ một người thầy chỉnh giùm bạn cái ti đàn để cho cái cần này nó thấp xuống, nhưng mà lại chỉnh không, mình không biết vặn bằng cách nào mà cái ti đàn này nó lại bị tuôn ra. Có nghĩa là cái ti mình kiếm cái ghế thấp mình dễ nói chuyện hơn. Có nghĩa là khi đó thì Giang có nhờ một, Giang có nói với mình là Giang nhờ một người thầy á, họ đã chỉnh cái cần đàn này thì thầy vặn sao á, cái ti nó bị tuôn ra ngoài luôn đó, nó tuôn ra luôn cho nên không chỉnh được. Thì Giang có gửi lên mình, mới nói Giang là thôi bây giờ cứ gửi cái đàn lên đi để cho mình xem, mình canh chỉnh vệ sinh mình làm lại hết. Nhưng mà gửi lên á thì mình thấy cái đàn, cái ti là không còn vặn được nữa đó, cái ti ở trong này nè không còn vặn được nữa, cho nên mình phải giữ cái đàn lại và mình canh chỉnh cho Giang mình làm lại và mình thay ti luôn. Các bạn nhìn nè, và đã được mình vệ sinh cái dàn phím đồ hết, làm lại vệ sinh hết, đẹp tuyệt vời, action tuyệt vời luôn ha. Đó, đây là cây của Hồng Giang, là cây này bị vấn đề là vệ ti, nhưng mà mình đã spa, mình đã vệ sinh lại hết tất cả cái đàn. Mình vệ sinh dàn phím này, dàn tút này mình vệ sinh hết, mình đánh lên hết là phím đồ sáng bóng luôn. Đó, đây là cây của bạn Hoàng Giang, là về vấn đề là ti cần. Đó, nếu bạn nào mà không ngắm được cái cần mình cong cái hướng nào thì đừng nên dùng ti để chỉnh. Cái đó là một điều mà mình hay nói ở những clip. Đó, khi các bạn thấy nó bị cong, nhưng mà cần á, thường thường nó sẽ có 3 vấn đề: cong cần về trước, cong cần về sau, và một cái là giặt cần. Giặt cần là những cái cần nó yếu quá, thì ví dụ như cái đoạn cần này nó thẳng, đoạn này nó đưa về trước, đoạn này nó thẳng, đoạn này nó đưa về sau. Đó, thường thường vậy. Thì còn có những trường hợp là đoạn này cong về trước, đoạn này thẳng, đoạn này á nó ỉnh lên, là làm cho con ngựa này của mình nó rất khó mà để xử lý, và cái ti ở trong cũng rất khó xử lý. Cái trường hợp đó chỉ có thẩm cần thôi. Thẩm cần là thẩm cái phần thịt dư á ở trên cái túi cần này nó bị ưỡn này, do về cái gỗ nó không được tốt, rồi cái chất lượng gỗ nó kém, nó làm thời gian nó bị ỉnh cái cần, nó rút gỗ nó làm ỉnh cái cần này lên này. Đó, đó là cây của Hồng Giang. Mình đã setup ok hết rồi, canh chỉnh vệ sinh spa hết. Cây này là cây Yamaha CG170S. Cây này là mình làm cho bác sĩ Nhân ở Bình Thuận. Cái này mình spa lại cho bác sĩ Nhân và đã vệ sinh hết. Các bạn nhìn cái tút cần này, đó, rất đẹp.
Và cây này là bác Nhân là mua ở đâu mình không có biết, nhưng mà khi bác Nhân mua của mình là một cây Matsuka MH100. Thì bác Nhân mới có nhắn tin cho mình là Long ơi, anh gửi cây đàn vào em kiểm tra giùm anh với cây đàn con anh đang đánh nó bị cao dây. Đó là anh Nhân đóng vào nhà xe ở quận, gửi đóng hết vào và gửi nhà xe ở quận 5 và mình cho người ra lấy về. Và mình đã canh chỉnh, đó mình đã canh chỉnh và setup cây đàn để cho cây đàn được một cái action thật là tốt. Action thật tốt và đã vệ sinh lại hết toàn bộ, spa lại, đánh bóng, vệ sinh, đánh bass rồi lại hết. Và cây đàn nói chung là một cách là ok nhất. Thì cái này là mình đang tranh thủ mình làm xong clip này, mình cũng tranh thủ để mình gửi cho bác Nhân để có đàn cho con trai chơi này. Bác Nhân là có mua mình cây là MH100. Có tuner anh mượn cái. Ở ngồi kia là khách đang, họ đang mua hàng, rồi cũng có những người họ đang sửa vệ sinh rồi thay dây nữa. Giờ mấy này họ mua những cái shop khác. Hôm nay là ngày chủ nhật cho nên mình cũng thư thả, mình chỉ set up vệ sinh lại những cái đàn và sửa đàn của khách gửi, làm lại kiểm tra đồ lại, chứ anh em hôm nay không có đặt hàng ở tiệm. Hôm trước mình có một cái video mình làm những cái cây đàn sơn lại rồi rất là nhiều cho những anh em ở tỉnh gửi vào, mà mình cũng không kịp làm clip tại làm xong á, quá trình mấy anh em gửi vào á, rồi mình làm xong rồi mình tranh thủ xong cái mình đóng hàng mình gửi đi ra lại cho mấy anh em, để anh em có đàn, anh em nào cũng mong muốn được ôm lại cái đàn để anh em chơi á. Cái này tí nữa mình đóng cho bác Nhân. Cây này là cây Golden. Cây này mình làm cho anh một anh trai ở Đồng Nai, ở Long Thành lên này. Cây này là mình làm cho anh Tùng. Anh Tùng. Cây của anh Tùng này là mình cũng đã vệ sinh spa lại dàn phím, làm rất đẹp. Mình đánh bùi nhùi, mình chà và mình đánh cái dung dịch vệ sinh cần lên là cho cái tút cần này. Rồi cây của anh Tùng, cây Golden này là bị bung ngựa và hở hết con ngựa bốc lên luôn. Đó là mình đã làm lại hoàn thiện cho anh Tùng này. Mình dán lại, mình đã dán lại. Cây này là anh Tùng có gọi điện cho mình. Có gọi điện cho mình và mình nói là mình cây Golden này là mình không nhận làm. Tại vì cái cây này á, nói chung là anh Tùng mới đầu là mình những cái khách của mình chưa có lần nào mà mua hay là dùng hàng gì đó, cho nên mình nói anh Tùng là thời gian này á là cuối năm, cho nên mình rất bận, cho nên mình sẽ không thể nào mình nhận mình làm sớm được, trong vòng vài ngày là xong. Cho nên anh Tùng ảnh mới nói mình là em cứ thư thả mà làm xong rồi điện anh lấy, anh Tùng đem lên luôn.
thì mình đem lên với cái ảnh chạy đường xe đó, ảnh đem lên là mình tư vấn cho ảnh và đã làm lại ok cái con ngựa cho ảnh luôn. Và dòng Golden này nói chung là cũng khá cao cấp đó, mình làm mình canh lại vệ sinh lại thôi, làm ngựa thôi, nói chung dán ngựa này lại này, con ngựa này dán lại y như ban đầu cho nó, không có một cái vết gì hết đó. Rất ok, action rồi cũng rất ok ha. Dòng này phải có điện đó, đây là cây Golden, Golden của Made in Canada. Đây là cây Yamaha FG401, mình làm cho một người anh ở Đồng Tháp. Đó, cũng gửi lên mình cũng đã vệ sinh lại hết. Và cây này là nó bị cong cần, cần của nó cong, nó làm cho rất cao dây. Là cây này nó đang bị cong vào trước. Thì anh cũng đã xem những clip của mình và gửi lên cho mình, nhờ mình là vệ sinh lại và canh cọc. Cái này là canh cọc, là mình đã chỉnh ti, mình làm lại mà mình mài ngựa đồ lại hết, để cho mình được một cái đàn, được cái một cái ba action thật là tuyệt vời. Đó, cái này là anh có thay, nhờ mình là thay bộ Elixir luôn ha. Mình đã canh chỉnh hết rồi, vệ sinh hết rồi, và tí nữa mình sẽ thay bộ dây Elixir cho. Đó, quá trình mình làm thì có những người anh cũng đang canh chỉnh vệ sinh về kia đó, từ Đồng Nai, anh cũng nói anh là từ Đồng Nai anh chạy lên đó. Có một những vị khách hôm nay là chỉ làm những cái hàng thay dây vệ sinh rồi làm cho anh em cho nó xong ha. Đây là cây Yamaha G150A, mình làm cho một người chú ở thành phố Hồ Chí Minh, chú là ở thành phố Thủ Đức gần đây thôi. Là cây này mình cũng làm action lại, canh chỉnh action. Nói chung những cây này đa số là phần là bị cao dây action, và mình đã vệ sinh dàn phím cho chú đó, spa lại, vệ sinh lại hết trên cây đàn, nó sạch sẽ chơi, nhưng mà đỡ trong mùa dịch mà đóng bụi tùm lum hết. Đây là những dòng đời rất cổ này đó, vệ sinh khó luôn, khó rồi vệ sinh lại, đánh cho ấy vô là đỡ cho cái khó này, vặn cho nó trơn tru này đó. Ok, và clip của mình thì hôm nay mình làm tổng hợp là 5 cây đàn, mình vệ sinh lại hết dàn phím và làm những cái lỗi nó bị gặp ở trong đó. Thì mình giới thiệu clip này để mong cho mọi người cả nước mình có thể xem được, và nếu ai cần làm gì những cái đàn mà kỷ niệm của mình hoặc là cao cấp của mình mà cần tới đội thờ của Guitar Long, thì hãy liên hệ vào số điện thoại 0987 64 6639 để được mình tư vấn. Và nếu như mà những cái đơn giản thì vệ sinh cần, vệ sinh tốt, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em làm. Mình sẽ gửi cái link, những cái đường link hoặc là những cái mà anh em cần, mình sẽ quay video mình gửi cho anh em. Còn nếu như gặp những trường hợp gãy cần, cong, bung, những cái mà cần ép cần, ép ngựa hoặc sơn phết lại, thì mọi người thư thả thì hãy liên hệ vào số điện thoại đó để gửi hàng cho mình. Mình sẽ cho người nhận trực tiếp làm và đóng gói gửi cho các bạn ha. Và clip của mình xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau ạ.